Chào các bạn, bữa nay anh hướng dẫn các bạn làm cái bình hơi cho PCB nha. Cái bình này á là cái ống thủy lực nè, mua ngoài da chai 1,5 kg, nó bán cho mình là 20 ngàn, dài hơn khúc mà cắt bớt rồi tới hàng á. Chỗ này đây, nhân cái này trước làm bình hơi có cái quanh 1 kiệu luôn nha. Cái này là cái đầu nối hơi của cái mấy cái đầu hơi của chỗ sửa xe, nhưng mà mình phải chế thêm một cái. Một là mở cái này ra, làm thêm cái lò xo cho chỗ cái này, cái lò xo nó mạnh lên, hai cái lò xo mạnh hơn ở trong đây. Thứ hai là mua một cái xin để vô đây để mình dặn vô. Còn cái chỗ này là chế cái đầu ốc bắn ton nè, thấy không? Cái này là cái siêu của cái đầu bắn ton nè, cái này nó rất là cứng, nó bền giống như nhựa bơm á, một loại đầu cứng nha. Cái này tới cứng này mới ngon nè. Cái mình nhét một cái ống mũ vô để nó giữ cái lỗ này vừa với cái lỗ này nè đó, nhưng mà hơi lỏng xíu nè để hơi nó vô. Cái đầu này mình mài cho nó láng, lấy nhám mịn á đánh cho nó bóng luôn, rồi ốp vô như vậy. Trên đây mình dán keo, dán sắt vô, cắt con ốc ịnh vô đó để giữ cái lò xo. Trong đây nó có cái lò xo nè, thấy không? Để mở này ra. Còn cái đầu này á mình đi tiện nha, tiện xong làm cái con giống như nè, có cái con chỗ này nè, thấy không? Để mình ấp cái sim vô nè, ép cái sim dính vô luôn, nó không có bị tét ra đó. Rồi xo nằm đây nè, để mình lấy ra cho coi. Còn đầu này hãng cổ bình chữa cháy vô đó, dặn cái coi nè. Bữa hổm á mình hàng mình quên, đáng lẽ cái đầu này, cái này nè phải làm cái ống nhỏ vô đây tới đây nè để bỏ cái lò xo vô nó chịu lại, nhưng mà quên rồi. Bây giờ làm cái ống, xỏ cái ống để giữ lên ống này nè, lấy ra cho coi nè. Lò xo nè, nó sẽ chịu cái này lại đó. Hơi bơm vô nó thụt vô, nó thụt vô, hơi nó vô. Lúc mình rút cái ống ra mình xả hơi hết thì nó ém lên lại, dưới cái hơi nó ém lên nó sẽ kín chỗ này, mình nổ gỡ ra nó không có nổ. Còn cái chỗ này, cái ống này lúc mình nén vô mình tẹt ra chỗ này cho hơi nó qua nè, dưới chỗ này nữa nè, hơi chỗ này nó lên cái quanh cái cổ bình chữa cháy nè. Đó. Nó vô đi thì hơi trong đây, chứ nó không nén trực tiếp ngay chỗ này vô nó rất là mạnh. Hơi nó qua cái này nó sẽ tiết kiệm hơi, thấy không? Đục mấy cái lỗ nhỏ thôi, 2-3 lỗ đủ rồi. Còn chỗ này có một cái khúc cây, không biết mấy bạn thấy không? Đó, miếng cây không? Chặn lại nè, chặn cái lò xo lại, giữ cái lò xo. Bỏ thêm cái này vô nè cho nó lọt, nó giữ lò xo, nó giữ lò xo nó không có bị lắc qua lắc lại, thấy không? Cái quanh kiều nó sẽ chịu lên đây, đóng cái đinh lại, đóng cái đinh giữ nó lại, giữ miếng cây này ra, thấy không? Đó, nó như vậy nè. Bây giờ ống này, ống thủy lực nó dày dữ lắm nè, dày khoảng 2-3 ly, 3-4 ly, bao áp 300-400 kg luôn. Nhưng mà chủ yếu là cái này nó yếu thôi nè, mấy món hàng này phải hàng cho kỹ nè, nó nổ là nổ như món hàng thôi, mà không đến nổi nổ nữa đâu. Cái quanh nó hư trước khi nổ cái bình nè, bình này là bình ép đúc mà, để mình đúc cái ống này vô lại. Okay.
thử cho các bạn coi. Bơm rất là nhanh nha. Bơm ra lóc mới lạnh nè. Bỏ cái này vô. Cái này giữ cái lò xo. Thôi, để nó vô dặn lại. Mình đứng mới được. Mình nằm nó đi vô, nằm nó vô kìa. Rồi vô đó. Siết lại. Vừa tay thôi nha, siết mạnh quá nó tét cái gòn. Này cũng vậy, sẽ kéo cái này cao lên xíu nha. Kéo vậy. Bỏ này vô nè, nó có lò xo này không, nó thụt lên thụt xuống nè đó, thấy không? Dặn này vô nó ép xuống thì nó cứng ngắc luôn, nó dính cái ống này ngay giữa luôn. Máy bơm là video trước mình có giới thiệu rồi đó. Nè. Mấy chỗ này làm bằng cái cao su nó hơi yếu, nó dễ bị xì. Đấy, nữa mua cái ống khí lực này nè. Rồi ép cái đầu luôn, bấm cót luôn là nó cứ nhắc luôn. Ống này dở lắm. Ống này mềm, dễ nổ. Bơm 6-7 kg là nổ. Máy này bơm khoảng 50 kg, 60 kg à, không bơm hơn nổi đâu. Đây, bơm thử cho coi nè. Đồng hồ đang không này nha. Đó. Cho chỉ ngay số 0, nó bị xây rồi. Dùng điện nha. Quay vào đây. Nhỉ. 25 kg nè. Đồng hồ lại có 25 kg à. Lên tới đây nó 30. Nhâm điện. Bơm rất là nhanh. Không im gù thấy không? Không nghe tiếng gì hết. Ba chục nè, qua 25 rồi đó. Đâu, lên 30 nó xì nè, không? Ngưng. Xả hơi chỗ này. Đâu kìa. Nó bị dịch, nó bị sụp xuống còn có 25. Tay khó làm quá, hai tay rút ra nãy lên ngay 30 luôn á. Thấy không? Bình rất là dày, rất là an toàn luôn. Quanh một chiều đây không, không bị xì luôn. Đó. Rồi mình đập nổ cho mấy bạn coi thử nha, nổ lớn lắm, nổ gì pháo vậy. Rồi, đơn giản vậy thôi. Chào các bạn. Đang 25 kg, hơn 25 kg, khoảng 30 kg nè nha. Đó, kính hơi. Trong đây có quanh 1 kiều nè. Không có quanh 1 kiều là cái này đi rồi nha.
này sắt không có được nha, sắt là bị bung liền, bị hở liền. Đập thử nè, lớn gì lắm nè, lớn như bơm nổ gì đó, pháo nổ, gõ mạnh quá nó xuống nhanh quá nè, còn có 17-18 kg.